Chào bạn, tôi là Trang KTT. Chào mừng bạn đến với những lời tuyên bố tích cực nghe mỗi ngày vào buổi sáng hoặc buổi tối trước khi đi ngủ. Những lời tuyên bố sẽ giúp bạn cảm thấy tự tin hơn. Quan trọng hơn, bạn sẽ luôn ở trong tâm thái tích cực cho ngày mới. Sau đây là bản tuyên bố sức mạnh. Tôi là người mạnh mẽ. Tôi tin vào tôi hơn bất kỳ điều gì. Tôi luôn nói cảm ơn bạn đã chia sẻ. Tôi luôn suy nghĩ, nói và hành động tích cực. Nếu người khác làm được, tôi cũng làm được. Tôi làm mọi việc như thế, tôi là người giỏi nhất. Tôi đối đầu với mọi thách thức. Tôi tập trung gia tăng giá trị con người mình. Tôi thực hiện từng bước một. Tôi mạnh mẽ hơn bất kỳ điều gì. Tôi là người mạnh mẽ. Tôi tin vào tôi hơn bất kỳ điều gì. Tôi luôn nói cảm ơn bạn đã chia sẻ. Tôi luôn suy nghĩ, nói và hành động tích cực. Nếu người khác làm được, tôi cũng làm được. Tôi làm mọi việc như thế, tôi là người giỏi nhất. Tôi đối đầu với mọi thách thức. Tôi tập trung gia tăng giá trị con người mình. Tôi thực hiện từng bước một. Tôi mạnh mẽ hơn bất kỳ điều gì. Tôi là người mạnh mẽ. Tôi tin vào tôi hơn bất kỳ điều gì. Tôi luôn nói cảm ơn bạn đã chia sẻ. Tôi luôn suy nghĩ, nói và hành động tích cực. Nếu người khác làm được, tôi cũng làm được. Tôi làm mọi việc như thế, tôi là người giỏi nhất. Tôi đối đầu với mọi thách thức. Tôi tập trung gia tăng giá trị con người mình. Tôi thực hiện từng bước một. Tôi mạnh mẽ hơn bất kỳ điều gì. Tuyên bố thành công. Tôi là người thành công. Tôi chịu trách nhiệm về thành công của chính mình. Tôi là người quan trọng và có nhiệm vụ để làm. Tôi luôn sẵn sàng hành động bất chấp mọi khó khăn. Tôi luôn sẵn sàng đón nhận thất bại. Tôi ngưỡng mộ và làm theo những người thành công. Tôi hành động liên tục. Tôi làm việc liên tục. Tôi cho đi để nhận được nhiều hơn. Tôi tập trung vào những điều tôi muốn. Thành công của tôi là không giới hạn. Tôi là người thành công. Tôi chịu trách nhiệm về thành công của chính mình. Tôi là người quan trọng và có nhiệm vụ để làm. Tôi luôn sẵn sàng hành động bất chấp mọi khó khăn. Tôi luôn sẵn sàng đón nhận thất bại. Tôi ngưỡng mộ và làm theo những người thành công. Tôi hành động liên tục. Tôi làm việc liên tục. Tôi cho đi để nhận được nhiều hơn. Tôi tập trung vào những điều tôi muốn. Thành công của tôi là không giới hạn. Tôi là người thành công. Tôi chịu trách nhiệm về thành công của chính mình. Tôi là người quan trọng và có nhiệm vụ để làm. Tôi luôn sẵn sàng hành động bất chấp mọi khó khăn. Tôi luôn sẵn sàng đón nhận thất bại. Tôi ngưỡng mộ và làm theo những người thành công. Tôi hành động liên tục. Tôi làm việc liên tục. Tôi cho đi để nhận được nhiều hơn. Tôi tập trung vào những điều tôi muốn. Thành công của tôi là không giới hạn. Tuyên bố người bán hàng tài ba. Tôi là người bán hàng tài ba. Tôi có năng lượng mạnh mẽ để bán hàng. Tôi hiểu bán hàng là trao đi giá trị. Tôi bán hàng bằng cả trái tim của mình. tôi liên tục học hỏi, phát triển bản thân để có thể trao đi nhiều giá trị nhất. Tôi là tổng hòa của mọi hình ảnh và hình mẫu bán hàng. Tôi luôn mong muốn khách hàng được sử dụng sản phẩm, dịch vụ tốt nhất. Tôi liên tục hoàn thiện bản thân và nâng cao chất lượng dịch vụ. Tôi thu hút khách hàng mỗi ngày. Khách hàng vô cùng hài lòng với sản phẩm và dịch vụ mà tôi cung cấp. Tôi biết ơn khách hàng. Tôi yêu thương khách hàng. Tôi là người bán hàng xuất sắc. Tôi là người bán hàng xuất sắc. Tôi là người bán hàng xuất sắc. Tôi là người bán hàng tài ba. Tôi có năng lượng mạnh mẽ để bán hàng. Tôi hiểu bán hàng là trao đi giá trị. Tôi bán hàng bằng cả trái tim của mình. Tôi liên tục học hỏi, phát triển bản thân để có thể trao đi nhiều giá trị nhất. Tôi là tổng hòa của mọi hình ảnh và hình mẫu bán hàng. Tôi luôn mong muốn khách hàng được sử dụng sản phẩm, dịch vụ tốt nhất. Tôi liên tục hoàn thiện bản thân và nâng cao chất lượng dịch vụ. Tôi thu hút khách hàng mỗi ngày. Khách hàng vô cùng hài lòng với sản phẩm và dịch vụ mà tôi cung cấp. Tôi biết ơn khách hàng. Tôi yêu thương khách hàng. Tôi là người bán hàng xuất sắc. Tôi là người bán hàng xuất sắc. Tôi là người bán hàng xuất sắc. Tôi là người bán hàng tài ba. Tôi có năng lượng mạnh mẽ để bán hàng. Tôi hiểu bán hàng là trao đi giá trị. Tôi bán hàng bằng cả trái tim của mình. Tôi liên tục học hỏi, phát triển bản thân để có thể trao đi nhiều giá trị nhất. Tôi là tổng hòa của mọi hình ảnh và hình mẫu bán hàng. Tôi luôn mong muốn khách hàng được sử dụng sản phẩm, dịch vụ tốt nhất. Tôi liên tục hoàn thiện bản thân và nâng cao chất lượng dịch vụ. Tôi thu hút khách hàng mỗi ngày. Khách hàng vô cùng hài lòng với sản phẩm và dịch vụ mà tôi cung cấp. Tôi biết ơn khách hàng. Tôi yêu thương khách hàng. Tôi là người bán hàng xuất sắc. Tôi là người bán hàng xuất sắc. Tôi là người bán hàng xuất sắc.